thì sẽ mang đến cho tất cả quý vị và các bạn chúng ta một cặp căn loft giống như là một căn penthouse trên không vậy. Đây sẽ là sảnh, sảnh rất rộng các bạn ạ. Và mình cùng tiến vào khu vực cửa. Ở khu vực cửa này chúng ta có thể thấy hai cánh cửa này, đây là một căn và đây là một căn. Thì hai căn này họ sẽ đập thông với nhau để tạo nên một căn 3 phòng ngủ với diện tích là 100m². Và cái điểm đặc biệt ở cái sảnh này như chúng ta đang quan sát đó chính là chúng ta có được một cái sảnh riêng luôn. Đây, đó. Chính là cái sảnh riêng này nó không nằm trong sổ của chúng ta nhưng mà chúng ta được hoàn toàn sử dụng và được sử dụng hệ thống. Ở đây là cái cửa này chúng ta có thể thấy ánh sáng ra. Đây. Và mình cùng bước vào căn đầu tiên. Mình sẽ cho tất cả quý vị và các bạn hình dung xem khi mà một cái thiết kế hoàn thiện nó sẽ như thế nào nhé. Thấy không, gia chủ của chúng ta đã bỏ rất là nhiều tâm huyết để thiết kế lên những cái thiết kế vô cùng đẹp cho căn loft này. Sở hữu trần cao trên 5m thì chúng ta có thể làm thêm được một cái tầng lợp ở trên để cho chúng ta tối ưu hóa cái không gian. Và điểm đặc biệt của trần cao đó chính là chúng ta có thể thiết kế những cái đèn chùm có thể rơi từ trên xuống. Tầm view của chúng ta sẽ nhìn về được cầu Thủ Thiêm 2, Bitexco và đặc biệt view này sẽ là view mái mái sẽ không bao giờ bị che. Và phía đằng sau kia, chỉ sau một năm thôi thì nó sẽ tạo nên được một cái không gian kính 100% từ tòa Crest và tòa Office văn phòng. Các bạn có thể tưởng tượng là mỗi buổi tối khi mà chúng ta ngồi ở đây, chúng ta nhìn về tòa Office, những ánh đèn lung linh nó sẽ tạo cho gia đình của chúng ta một không gian ấm cúng. Và ngược lại, khi mà mỗi dịp Tết đến hay xuân về hay là 30 tháng 4 và chúng ta có thể ngồi đây và nhìn ngắm pháo bông cùng gia đình của mình. Ở cái bức tường này thì chúng ta sẽ được đập thông nha quý vị. Bức tường này thì chúng ta sẽ được đập thông để thông với căn hộ ở bên kia theo như cái layout ở phía bên trên mà mình đã chụp chiếu ở đây. Thì chúng ta sẽ tạo được cái không gian rất là rộng thay vì chúng ta mua một căn. Thì ở đây gia chủ chúng ta bán hai căn cùng một lúc. Bây giờ mình cùng sang phòng bên cạnh. Welcome to căn hộ thứ hai nằm ở kế căn 09 của chúng ta. Khu vực này có thể sử dụng để làm khu vực phòng khách cũng như là phòng ăn ở đây, bởi vì chúng ta có được một cái ban công trải dài từ đây cho tới đây thì chúng ta sẽ tối ưu hóa được tầm view. Và hơn hết là khi mà chúng ta đập thông ở bên kia thì cái view của chúng ta sẽ nhìn rất là rộng, thậm chí còn đẹp hơn cả một căn penthouse. Ví dụ như căn penthouse ở phía bên kia thì họ có thể nhìn ở góc xéo này, còn ngược lại căn loft của chúng ta nó nằm kế ngay căn penthouse thì chúng ta có thể được tối ưu hóa về tầm view. Ở đây chúng ta sẽ bao trọn toàn bộ cầu Thủ Thiêm 2 và Bitexco và quận 1 ngay sau khi mà hoàn thành, thì đây chắc chắn sẽ là một trong những căn hộ được rất là nhiều nhà đầu tư quan tâm cũng như là mua ở. Nếu quý vị và các bạn chúng ta quan tâm cần một căn hộ với diện tích rộng trên 165m² và đặc biệt là đối với những ai yêu thích tự do thiết kế thì có thể lựa chọn căn hộ loft này, một căn hộ loft bàn giao thô. Và mình sẽ công bố cái mức giá mà chủ nhà đang chào bán ở thời điểm hiện tại, đó chính là 23,5 tỷ cho căn loft này. Và mình sẽ phân tích một chút về giá của những căn hộ tại đây. Hiện tại thì mức giao dịch của căn hộ 4 phòng ngủ với diện tích là 170m² sẽ có giá giao dịch từ 40 cho tới 45 tỷ đồng. Và những căn 3 phòng ngủ hiện tại đang có giá từ 20 cho tới 23,5 tỷ đồng. Vậy thì căn loft này với diện tích là 165m² bao gồm cả tầng lợp có giá 23,5 tỷ. Các bạn nghĩ sao? Liên hệ với Acchi Realty VN để xem ngay căn hộ này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.